Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị VinC nha. Anh giới thiệu cho anh em cái ống hút bụi này. Anh em nha, kích thước là 40 ly, trong nha, ngoài là 48, trong 40, dùng cho máy hút công nghiệp nè. 30 lít, 70 lít, 80 lít. Bán theo mét, 1 mét 90 ngàn nha. Em nào mua bao nhiêu mét thì mình cắt nha. Đây chẳng hạn như cái cuộn theo máy là nó 2,5 mét như thế này nè. Cái này là mình cắt sẵn cuộn cho máy nè, nó 2,5 mét nha nè. Cái này là cái đầu nối, nối thì nó có một đầu đây, nó sẽ có hai đầu nha. Một đầu đây là cái ren nè, ren này thì mình ren ngược nha, mình dặn vào cái da ren ngược nha, mình vô và ra, mà ra là vô nha. Đây là một đầu gắn vào cái máy hút bụi nè. Còn đây, đây là cái đầu này để mình gắn những cái đầu hút. Mình sẽ dặn cho đây. Cái này là ren ngược anh em nha, vô là ra mà ra là vô nè. Thì nấu như thế này là 70 ngàn một cái nha nè. Đây là cái đầu hút, đây là đầu hút dập nè. Dập thì mình gắn đây. Dập như thế này là 60 ngàn một cái nha. Đây là cái đầu hút lông cỏ cũng 60 ngàn một cái nè. Nên nha. Đó, thì mình giới thiệu cho anh em cái dây nối máy, nối đầu hút và cái đầu hút bụi nha. Nên là mua thì liên hệ mình là thiết bị VNC Zalo 0911600357 nha. Nè, nối máy nè. Nè, nối đầu hút nè.